Em Thảo Hoa Lan mến chào tất cả các anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Phiên buổi sáng ngày hôm nay, ngày 28 tháng 3 2019, em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0848 626 228, 0965 495 087 ạ. Buổi sáng ngày hôm nay thì em có thêm một cái mặt hàng mới, đó chính là phi điệp vàng, là một trong những cái dòng hoa nở vào tháng 8, tháng 9 dương lịch, hoa màu vàng, từng chùm rũ xuống rất là đẹp ạ. Hàng nhà em vừa mới về luôn, đây nữa này, và đây là đùi gà dẹt nữa này. Đùi gà dẹt em bán 200.000 một cân. Cả nhà lưu ý là khi mà cây nó đã trổ hoa xong rồi thì tất cả những cái thân của nó đấy ạ, những cái thân mà nó trổ hoa ấy, nó sẽ bị còi đi bởi vì nó bị mất nước sau khi nở hoa đấy ạ. Đó, nên là khi mà cả nhà mua hàng với em thì sẽ biết là những cái thân hàng nó có một số cây nó hơi héo bởi vì là nó bị mất nước sau khi nó có bông thôi ạ. Đó. Phi điệp vàng em bán 150.000 một cân ạ. 150.000 một cân nhé cả nhà nhé. Hoàng thảo kiều vàng. Hoàng thảo kiều vàng thân lùn. Đó, em bán là 230.000 một cân. Hàng thân lùn nhé cả nhà nhé. Đó. Đây chính là mặt bông của phi điệp mắt đỏ Hòa Bình này. Đó. Đây ạ. Cây lai từ cây mẹ ra nhé. Em bán là 80.000 một cốc ạ. Một cái cốc dài khoảng từ 2 cho đến 5cm. Đó. Và tiếp theo đây chính là phi điệp trắng với hạt vĩ trắng lai với nhau ạ. Đây, đây chính là cái cây hạt vĩ, phi điệp lai với hạt vĩ này. Đó, một cái dòng hoa rất là độc và lạ đúng không ạ? Đó, cái dòng này em bán rất là chạy. Em bán là 70.000 một cốc, phi điệp hàng gieo hạt nhé cả nhà nhé. Và tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là một cái dòng cũng độc lạ không kém, đó chính là trầm trắng lai với phi điệp này, phi điệp lai với trầm trắng. Đó, em bán là 70.000 một cốc, thân của nó mập, to, nù, rất là xinh ạ. Em bán 70.000 một cốc này. Hoàng nhạn tháng 8 em thanh lý đi chỉ còn có là 70.000 một cốc thôi. Đó, em còn có mấy cốc thôi ạ. Hoàng nhạn tháng 8 nhá. Một cái dòng dáng hương thuộc cái dòng dáng hương thơm nhất và có mặt bông rất là xinh đúng không ạ? Rất là giống với con hoàng nhạn đúng không ạ? Và đây ạ, đây chính là một cái dòng hoa người ta gọi là trầm bạch tuyết đúng không ạ? Trầm trắng, mặt bông rất là xinh. Và đây, đây này. Đây là hàng gieo hạt nhé cả nhà nhé. Đó, đây. Và bên cạnh này đây, cả nhà ơi, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Đó, buổi chiều, buổi sáng ngày hôm nay hàng về hơi muộn nên là em mới quay để em chưa kịp là em quay mặt bông cho cả nhà xem đúng không ạ? Đây là cái dòng hoa bán rất là hot của gia đình em. Và đây, cả nhà có nhìn thấy cái lá của nó này, trơn, rất là xinh. Đó, đây ạ. Có hai loại, đó chính là loại hai thân này, loại 2 thân với loại 1 thân nhá cả nhà nhá. Em bán loại 2 thân là 95.000. Đó, ví dụ như loại 2 thân này. Đây này. Đó. Đây 2 thân này. Mặt bông của nó này. Đây ạ. Cực kỳ là đẹp luôn đây này. Cái lá này, cái cây nó to hơn với cái so với cái đợt trước đấy ạ. Đó, 95.000 cây 2 thân và 85.000 một cây 1 thân. Phi điệp hồng ngọc thiên sứ này, phi điệp hồng ngọc thiên sứ ngày hôm nay em thanh lý đi chỉ còn có là 60.000 một cốc này, đây ạ. Và đây là những cái bảng trầm của gia đình em này, đó em bán là 200.000 một bảng trầm như thế này. Đó, về chúng ta là chơi bông luôn. Cái mặt bông của nó thì rất là đẹp, nếu mà cô chú anh chị nào mà chưa biết cái mặt bông của cái dòng này. Đây, cây đã rụng lá và chuẩn bị cho bông này, đó. Đây này, 200.000 một bảng. Về chúng ta chơi bông luôn. Trầm tím nhá. Đấy. Đây này, có nụ nữa này. Mặt bông nó đây này. Đó. Hôm nay em về được có khoảng hơn 100 bảng thôi này. Hơn 100 bảng thôi. Nên là cô chú anh chị nào mà yêu thích cái dòng này thì có thể sưu tầm cho mình một bảng ạ. 200.000 một bảng. Và tiếp theo là trầm cánh mai này. Trầm cánh mai em bán giao lưu với cả nhà giá thanh lý đi chỉ còn có 60.000 một cốc. Đây trầm cánh mai này. Mặt bông của nó rất là bầu đúng không ạ? Đó, em bán 60.000 một cốc.
Và bên cạnh này đây chính là những con trâu hàng. À, đây, bóc trụ của gia đình em, mặt bông của hoa rừng nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp và em bán chỉ có 350.000 thôi. Rất nhiều cô chú, anh chị khi mà đã chơi dòng này rồi thì rất là thích đúng không ạ? Bởi vì là cái lá của nó thì rất là đẹp. Đó, mặt dòng, mặt cây rất là có giá trị. Và đây, chỗ trầm vàng này. Chỗ trầm vàng này em bán là 100.000 này. Đó, cả nhà con nhìn thấy này. Chỗ trầm vàng này bình thường em bán một cân là 300.000 đúng không ạ? Đó. Kim điệp. Kim điệp này, kim điệp xuân em bán một cân là 170.000, ngày mai em về rất là nhiều nhá cô chú anh chị nhá. Và em có dề nữa. Đó. Đây, có hai dề này. Em bán là 150 một dề, có hai dề, dề số 1 và dề số 2. Đây. Và đùi gà em cũng có hai đó. Dề số 1 này em bán là 200.000. Dề số 2 em bán 180 này. Nó ghi là số 3 đấy nhưng mà em là số 2 nhá. Đó. Hàng kg này thì em bán là 180.000 một cân, hôm nay em còn có số lượng không có nhiều nữa rồi. Hàng của nhà em thì đã cắt tỉa gọn gàng. Và cả nhà lưu ý khi mà mua hàng những cái cây như thế này, bởi vì nó đã cho hoa rồi nên là cái thân của nó sẽ bị mất nước một chút và nó sẽ hơi còi đúng không ạ? Giống như là trúc Phật Bà, nếu mà cô chú anh chị đã từng chơi bông rồi thì sẽ biết là khi mà cái cây mà cho hoa xong thì cái cây nó rất là còi đúng không ạ? Đó, em bán 180.000 một cân, số lượng em không có nhiều đâu ạ, chỉ có khoảng tầm 10 cân nữa thôi. Và đây ngoài này là đùi gà thanh lý này. Đó, đùi gà thanh lý này gồm có là 1 cân 2, em bán là 120.000 đùi gà thanh lý. Và tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là hoàng thảo long tu đá tím. Một trong những cái dòng hoa đang được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Mặc dù là long tu em bán được khá là lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ hết hot, bởi vì là cái dòng này rất là khỏe và đặc biệt là bấm lên thì nó rất là bật nhanh. Đó, mặt bông cũng rất là xinh nữa. Khi mà ghép thì chúng ta nên ghép một bên gỗ hoặc là một bên dớn thì nó sẽ xinh hơn. Khi mà chúng ta ghép dòng xuống hoặc là chúng ta trồng vào chậu thì nó đều đẹp ạ. Đó, đây là cái dòng ưa nắng nhất cả nhà nhé. Em bán là 200.000 một cân long tu đá tím ạ. Và hoàng thảo hoàng lạp này ngày hôm nay toàn là những dề thôi. Đây em có cái dề rất là to luôn. Đây này. Chính là cái dề này nhưng mà cái dề to nhưng nó rất là thưa nên là rất là ta thích, bởi vì là nó sẽ mọc những cái thân tơ, những cái kẽ này nó dễ dàng hơn. Đó, dề này em bán là 300.000. Dề này rất là to luôn, nó thưa như này. Đó. Còn hàng kg thì em bán là 130.000 nhá. Kg chắc chỉ khoảng tầm 3 cân nữa thôi, không có nhiều đâu ạ. Hạc vĩ này. Đó, hạc vĩ nhà em đã cắt tỉa gọn gàng. Đó, đây là hạc vĩ Bắc. Hàng nó một cây nó còn đang, một số cây nó đang có nụ. Đó, một số cây nó đang có nụ. Và bên này đây là hạc vĩ thân xanh này, em bán là 150 một bó. Đó, tất cả những cái bó ở đây là em bán đều là 150 một bó này. Đó, hạc vĩ Bắc nhá. À, cái hạc vĩ bên này là hạc cái vĩ thân xanh này này thì nó vừa mới cho bông xong nên là cái thân của nó rất là còi. Đó, còn hạc vĩ Bắc bên này thì nó đang có nụ nè, cái thân của nó còn to và mập đúng không ạ? Đây này, nhìn so sánh là biết luôn đúng không nào? Nếu mà cô chú anh chị chưa biết cái mặt bông này thì em sẽ cho cả nhà xem mặt bông. Đây chính là mặt bông của hoàng thảo điệp cách, hay gọi là hoàng thảo điện biên đúng không ạ? Đây này, mặt bông của nó này, hoa màu vàng và cô chú anh chị mua về chắc chắn sẽ được chơi bông luôn. Hàng đang trong quá trình rụng lá để đón bông đấy ạ. Trong quá trình rụng lá để đón bông nhé, cả nhà lưu ý cho em ạ. Hàng rất là nhiều thân tơ và đặc biệt là rất là đẹp nữa. Từng dề đúng không ạ? Em bán là 150.000 cho đến 250.000 một dề. Đó, ngày hôm nay cả nhà còn nhìn thấy là em có một hàng dài dài ra đến đây. Tuy nhiên rằng là bây giờ chỉ còn ngắn như này thôi. Đấy, cái mặt hàng em bán rất là hot và rất là chạy. Đó, cái combo này. Đó, em có một cái combo 10 loại hoa lan. Em bán là 500.000. Số 1 vẩy rồng, số 2 là giáng hương sóc Lào, số 3 chuỗi ngọc, thứ 4 là điện biên đông thân vàng, số 5 là hoặc thảo ngọc thạch, sơn thủy tiên, đùi gà, hải yến, kim điệp nhựa, long tu đá tím đúng không ạ? 10 loại hoa lan này dành cho cô chú anh chị đang tập chơi là em bán 500.000.
Đó. Em có cái dê hạc vĩ này, dê hạc vĩ này em ạ, dê hạc vĩ này. Cả nhà có nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều, nhiều ki này. Đây này. Rất là nhiều dễ. Dê này em bán là 400 nghìn. Đó. Giáng hương Hải Yến này thì mặt bông cũng rất là đẹp và em bán là 170 nghìn. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái dòng hoa này thì có thể sưu tầm cho mình một vài giỏ. Và ở bên trên này đây chính là hoàng thảo chuỗi ngọc, một cái dòng hoa tượng trưng cho tình yêu đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa em bán rất là chạy. Em bán là hôm nay em bán thanh lý đi chỉ còn có 180 nghìn thôi. Và ở bên trên này đây chính là giáng hương Sóc Lào. Đó, một cái dòng hoa tím trắng được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Em bán 200.000 một cân giáng hương Sóc Lào ạ. 200.000 một cân giáng hương Sóc Lào nhé cả nhà nhé. À, cả nhà ơi, ngày mai đây chính là ngọc thạch này. Ngày mai em sẽ về thêm rất là nhiều ngọc thạch nữa nên là ngày hôm nay em quay lên để em giới thiệu cả nhà trước. Đó. À, ngọc thạch thì em bán là 200.000 một cân ngọc thạch ạ. Ngọc thạch 3 màu nhé cả nhà nhé. Sơn Thủy Tiên đàn anh của Hoàng Lạp đúng không ạ? Một cái dòng hoa có mặt bông to và cực kỳ là dễ trồng ạ. Chúng ta chỉ cần bấm lên thôi, chúng ta chăm thôi thì nó sẽ rất là nhanh ra rễ. Đó, cái dòng hoa này em bán rất là chạy và em bán chỉ là 200.000 một cân thôi. Cây nào đã có bông rồi nên là một số cây nó hơi bị mất nước. Đó, cô chú anh chị khi mà mua hoa vào mùa này là cô chú anh chị nếu mà cây nào đã có mặt bông rồi thì nó sẽ hơi hơi còi một chút. Nhưng mà vấn đề đấy là không sao cả. Mùa xuân là Tết trồng cây, nó rất là thích hợp và phù hợp với thời tiết bây giờ chúng ta đang để chúng ta trồng hoa đấy ạ. Và bên trên này đây chính là hoàng thảo ý ngọc, một cái dòng hoa đang có nụ nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là phù hợp khi mà em đóng hàng em gửi qua bưu điện đúng không ạ? Thì nó sẽ không bị gãy hoa này, cũng không bị là không có vấn đề gì cả, và chúng ta chơi bông thì nó sẽ được trọn vẹn hơn, xinh đẹp hơn đúng không ạ? Cái dòng hoa này đây chính là cái mặt bông của hoàng thảo ý ngọc này. Đây ạ. Đẹp không ạ? Rất là xinh đúng không ạ? Giống như là năm cánh trắng phú thọ đúng không nào? Tuy nhiên rằng là đây là ý ngọc thôi. Đó, đây. Rất là đẹp. Đó, em bán 300.000 một cân. Và tiếp theo đây chính là vẩy rồng này. Hoàng thảo vẩy rồng và vẩy rồng này cô chú anh chị có thể nhìn thấy này. Đó. À, bây giờ thì là đây là vẩy rồng trên Lạng Sơn em nhé. À, mọi người thì đang làm ruộng để chuẩn bị trồng lúa này đó. Và bây giờ thì cũng nguồn hàng thì cũng khan hiếm về cái dòng vẩy rồng này, và dân người ta bóc thì cũng rất là khó bởi vì bóc phải lên tận cây, trèo lên cao đấy ạ. Cây này là thường hay mọc ở cái gỗ mục đấy ạ. Đó nên rất là nguy hiểm. Đó. Đó, em bán là 150.000 một cân. Đó, em rất là mong sẽ được cô chú anh chị ủng hộ em. Đó. Và bên này đây ạ, đây chính là kim điệp nhựa, là một trong những cái dòng hoa có mặt bông thơm, bền và vừa mới cho bông xong nên là cái cây của nó cũng hơi mất nước một chút. Đó. Những tất cả những cái cây mà đã cho mặt bông rồi thì nó hay bị còi một chút, nhưng mà không sao cả, chúng ta trồng nó sẽ lại khỏe mạnh trở lại đúng không nào? Đó, kim điệp nhựa là mặt bông hoa rất là thơm. Đó, 200.000 một cân thôi ạ. Buổi sáng ngày mai thì em sẽ về thêm là long tu xuân, về thêm ngọc thạch ba màu, về thêm một số mặt hàng khác nữa thì em sẽ lại giới thiệu và giao lưu đến cả nhà sau nhé. Và bây giờ thì em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Và cả nhà nhớ đăng ký kênh của em Thảo bằng cách ấn vào chữ đăng ký, rồi hiện lên cái chuông thông báo, cả nhà ấn vào thì sẽ nhận được thông báo những cái video của em Thảo đăng hàng ngày. Hàng ngày em Thảo hay đăng video để cập nhật, nếu cô chú anh chị mà không được rảnh rỗi buổi tối thì chúng ta có thể xem ban ngày, hoặc là cô chú anh chị mà xem có thời gian rảnh vào buổi tối thì chúng ta có thể xem buổi tối để chúng ta cùng nhau sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe ạ. Và bây giờ thì em xin cảm ơn cả nhà mình một lần nữa đã luôn